Từ đầu tháng 9 năm 2023 đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận liên tiếp 3 trẻ nhỏ bị ong đốt được chuyển tới cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Đặc biệt trong số này, một bệnh nhi 10 tuổi ở Hải Dương đã tử vong do suy đa tạng. Theo Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh nhi tử vong do ong đốt là bé trai tên N.L, 10 tuổi, ở Hải Dương, bị ong bò vẽ đốt trên đường đi học với hơn 100 nốt đốt rải rác khắp cơ thể. Mặc dù đã được điều trị tích cực, nhưng sau 2 ngày, tình trạng bệnh nhi không cải thiện, trẻ tử vong trong tình trạng suy đa cơ quan, rối loạn đông máu nặng không đáp ứng với các biện pháp điều trị.